Được thành lập từ năm 1998, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Thượng Sơn được đánh giá là một trong số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả hiện nay của huyện Đô Lương. Ngày đầu mới thành lập, Hợp tác xã Thượng Sơn có 46 thành viên. Hàng năm, Hợp tác xã thực hiện công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã, xây dựng kế hoạch sản xuất, thực hiện 4 khâu dịch vụ, thủy lợi, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân sản xuất. Hiện tại gia đình tôi làm có một sao, trong đó một nửa ngô, nửa khoai thì hợp tác xã cung ứng vật tư là các cái giống ngô đều chuẩn cả và cái lượng phân bón nó cũng là hợp tác xã cung ứng cho xã viên đầy đủ cả, cho nên cái tinh thần của bà con rất phấn khởi. Tuy vậy, hoạt động của Hợp tác xã Dịch vụ Thượng Sơn mới chỉ dừng lại ở một vài khâu dịch vụ thuần túy nên chưa thu hút được đại bộ phận hộ nông dân trên địa bàn tham gia hợp tác xã. Trong số 33 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương, chỉ có 1/3 số hợp tác xã hoạt động ổn định. Cái tồn tại mà lâu nay đang còn đeo đẳng trong cái hoạt động của cái hợp tác xã là trong cái vấn đề lãnh đạo chỉ đạo ấy, thì cái can thiệp sâu của chính quyền đang còn hạn chế đến cái vấn đề là hoạt động tự chủ của họ. Cái vấn đề thứ hai nữa là cơ sở vật chất của các cái hợp tác xã hầu như đang còn nằm ở trong cái khuôn viên của Ủy ban Nhân dân xã, cho nên là về cả cái khó bến bãi để tạo điều kiện cho họ là hoạt động kinh doanh, cho nên là rất là kém. Huyện Thanh Chương cũng thành lập được 47 hợp tác xã. Thế nhưng, các hộ nông dân trong các hợp tác xã mới chỉ có chức năng là tổ chức sản xuất hiệu quả cao, chứ không thể nghiên cứu thị trường, quy hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Các hộ nông dân có diện tích đất sản xuất ít, bình quân không quá 1 hectare. Lực lượng lao động thiếu và có đến 97% là chưa qua đào tạo nghề. Một khó khăn nữa đó là thiếu vốn trong sản xuất, chăn nuôi. Có thể nói là cái hoạt động của các hợp tác xã này cũng chưa thực sự có hiệu quả. Một số hợp tác xã là hoạt động chưa thực sự có hiệu quả, mà chủ yếu đang là dịch vụ nông nghiệp và mang tính chất là phục vụ là chính. Chưa có đem lại cái lợi ích cũng như là lợi nhuận. Lại sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện thành công cái việc chuyển đổi hợp tác xã ở Thanh Văn làm điểm, sau đó sẽ nhân rộng chuyển đổi và hoàn thành cái công tác chuyển đổi hợp tác xã vào đúng cái thời gian quy định của Ủy ban tỉnh. Một thực tế hiện nay là hầu hết các tổ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đều hoạt động kém hiệu quả. Quy mô của các tổ hợp tác xã còn nhỏ lẻ, trình độ công nghệ lạc hậu, trình độ đội ngũ quản lý còn yếu, chất lượng chưa cao, thu nhập của các xã viên, tổ hợp tác còn thấp. Qua 2 năm thực hiện thì cho đến nay việc chuyển đổi hợp tác xã hoạt động theo luật 2022 đang còn chậm. Thì kế hoạch sắp tới thì theo cái mục tiêu chung là đến 30 tháng 6 năm 2016 sẽ chuyển đổi toàn bộ cái hợp tác xã hoạt động theo luật 2022, đặc biệt là trong các hợp tác xã trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Thì theo cái kế hoạch đã đề ra thì Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn xây dựng 4 cái mô hình điểm, 4 hợp tác xã điểm trong việc chuyển đổi theo luật 2022 để nhân rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp hướng tới sản xuất quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực, sử dụng các giống chất lượng và năng suất cao, quy trình canh tác hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm, thì chủ thể quan trọng nhất phải là các hợp tác xã. Vì vậy, cần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp, bởi đây là yếu tố nền tảng để phát triển ngành nông nghiệp bền vững.